tiếp tục về cho anh em 3-4 mẫu xe. Đấy, vừa mới cập bến cửa hàng xong các bác nhá. Đấy, chiếc Daiwa Chatti, vâng, sản xuất 2010, mang nước sơn màu bạc, la răng đúc 4 bánh nha. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp cho các bác luôn. Với cái cửa tiền chỉ có hơn 100 thôi. Đấy, hơn 100 củ các bác nhá. Đấy, con này thì 160 mấy củ thôi. Đấy, các bác sở hữu ngay cái mẫu xe Daiwa Chatti nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc. Xe thì đây các bác xem này, quả số vô lăng rất là đẹp luôn. Màn hình Android chân nỉ nguyên bản theo xe. Với cửa tiền chỉ có 160x thôi các bác nhá. Đấy, 160 mấy củ thôi. Bên em có bao hồ sơ về cho các bác, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên con, form dáng thì rất là đẹp luôn. Form dáng của em nó thì không bao giờ bị lỗi thời các bác nhá. Với cái cửa tiền chỉ có hơn 100 củ thôi. Đấy, các bác sở hữu ngay cái mẫu xe Daiwa Chatti nhập khẩu 5 chỗ ngồi, khá là rộng rãi luôn. Con này thì đi rất là đầm và chắc các bác nhá. Đấy, đầm chắc này. Đấy, rất là ok luôn. Máy móc thì cực kỳ ngon luôn. Đăng kiểm thì còn đến tháng 9 năm 2023 thì bên em sẽ đi đăng kiểm mới lại cho các bác nhá. Đấy, đăng kiểm mới tinh cho các bác luôn. Đấy, với cái cửa tiền 160 mấy củ, có bao hồ sơ, bao đăng kiểm mới cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Và đây là một mẫu xe Hyundai Avante, có năm sản xuất 2016 đây. Đấy, con này thì nó là đời chót luôn các bác nhá. Đời chót của Hyundai Avante 2016 các bác nhá. Đeo biển kiểm soát Thái Bình, quê lúa, tư nhân một chủ, sử dụng từ mới. Trang bị đèn bi siêu sáng này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, sơn xi màu đen, keo chỉ zin, máy zin luôn các bác nhá. Keo chỉ zin, máy số zin cho các bác. Với cái cửa tiền con này thì hơn 200 triệu các bác này. Đấy, bô lăng này, đấy, rất là đẹp. Quả số màn hình, đấy, nội thất này, đấy, trần này, trần nỉ các bác này. Đấy, hơn 200 triệu các bác nhá. Đấy, các bác sở hữu ngay cái mẫu xe Hyundai Avante mang phân khúc hạng C. Đấy, sơn xi màu đen. Con này thì độ đồng sơn zin của nó thì còn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, rất là nhiều luôn. Mà cửa tiền chỉ có hơn 200 triệu thôi. Đấy, các bác sở hữu ngay cái mẫu xe đời 2016, một mẫu xe đời chót luôn các bác nhá. Đấy, xe tư nhân gia đình sử dụng. Mẫu xe Kia Forte có năm sản xuất 2012, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.6, mang nước sơn màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì cửa tiền của nó thì hơn 200 củ mà chưa tới 300 củ các bác nhá. Đấy, chưa tới 300 triệu này. Đấy, nội thất ghế da màu đen. Đấy, ghế da màu đen. Đấy, con này thì túi khí này, AOS, bàn phím tích hợp, ga tự động, Cro Control đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, điều hòa auto. Đấy, xe thì rất là đẹp, cửa sổ trời, đèn lổ start top. Đấy, với giá tiền chưa tới 300 triệu thì anh chị quý vị và các bạn sở hữu ngay cái mẫu xe Kia Forte. Đấy, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước và không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Mẫu xe Kia Morning là một trong những mẫu xe nhỏ gọn, xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, thương hiệu của Hàn Quốc. Đấy, con này thì giá tiền con này thì hơn 100 củ các bác nhá. Đấy, hơn 100 triệu quý vị và các bạn sở hữu ngay cái mẫu xe Kia Morning. Đấy, xe thì cam kết các bác là máy zin, keo chỉ zin cả xe, 5 chỗ ngồi. Đấy, số tự động, máy 1.0, túi khí AOS, màn hình Android, nội thất ghế da xịn nguyên bản theo xe. Đấy, giá tiền chỉ có hơn 100 triệu thôi. Đấy, 5 chỗ ngồi. Đấy, xe gia đình xịn sò các bác nhá, xe gia đình xịn sò luôn. Đấy, sơn xi thì màu vàng, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá. Và em đã đến một mẫu xe này là mẫu xe Kia Carren. Kia Carren có năm sản xuất 2016 này. Xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Với cái cửa tiền con này thì hơn 200 triệu này. Đấy, con này bản đủ các bác nhá. Đấy, bản đủ, xe tư nhân chính chủ gia đình, sơn xi màu trắng ngọc trai. Đấy, trang bị đèn bi nguyên siêu sáng này các bác này. Đấy, sơn xi la răng đúc. Đấy, 7 chỗ ngồi mà giá tiền chỉ có hơn 200 triệu thôi. Đấy, ghế da này, đấy, hai màu. Đấy, màn hình Android, trần nỉ nỉ này các bác này. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, 270 mấy củ các bác nhá. Đấy, bên em có bao hồ sơ cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Carren bản đủ máy 2.0, alo cho em. Và bên cạnh đây là một mẫu xe đeo biển kiểm soát 21A. Đó là một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, hàng quốc dân, giá cả bình dân cho các bác nhá. Con này thì bên em đang chào bán với giá là
năm mươi mấy củ thôi. Đấy, hơn 100 triệu này. Đấy, giá trên có lọc lá cho các bác, còn bớt cho các bác nhé. Đấy, bớt khi nào các bác mua được xe thì thôi. Đấy, rất là ok cho các bác này. Nội thất này, bô lăng, túi khí đầy đủ này. Con này nó là bản e xịn luôn các bác nhé. Gương kính chỉnh điện này. Mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, đời 2015, mang phiên bản số sàn. Đấy, con này thì được cái lước sơn màu trắng xịn luôn. Keo chỉ thì cam kết các bác là keo chỉ zin cho các bác nhé. Đấy, keo chỉ zin, máy zin. Đấy, giá tiền hơn 100 triệu các bác nhé. Đấy, nội thất ghế da xịn các bác này. Đấy, ghế da xịn, màn hình Android, cam nồi đầy đủ cho các bác. Đấy, hơn 100 triệu, anh chị quý vị và các bạn sở hữu ngay cái mẫu xe Kia Morning đời 2015. Đấy, số sàn, máy 1.25. Và bên cạnh đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc. Đó là một mẫu xe Kia Celato đời 2009. Giá tiền thì 23x các bác nhá. Đấy, hơn 230 một tí tị thôi. Đấy, các bác sở hữu ngay cái mẫu xe Kia Celato, số tự động, máy 1.6, hồ sơ cầm tay rồi. Đấy, bao sang tên đấy cho các bác với giá tiền hơn 230 một tí thôi. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào mà cần tìm những cái mẫu xe 7 chỗ, 5 chỗ, máy dầu, máy xăng, đấy, hãy cứ đến trực tiếp bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghệ bên em. Đấy, xem xe, thử xe, trải nghiệm xe, test xe thoải mái các bác nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.